Nhà nằm trong khu 5 sao. Hôm nay em Cường sẽ mang đến cho cô chú anh chị mình một ngôi nhà nằm trong khu 5 sao, thiết kế là một trệt hai lầu và trong đây đã được quy hoạch, nhà nước quy hoạch rất là bài bản anh chị ha, nền phân lô rất là rõ ràng đó. Thì khu 5 sao cô chú anh chị biết rồi đó, rất là ok ha. Đường trước mặt của mình là quý anh chị mình thấy là đường 7 mét nè, xe hơi thì rất là rộng anh chị ha, xe hơi đậu được 2-3 chiếc trước cửa nhà chạy tránh nhau rất là ok đó. Thì cô chú anh chị thấy xung quanh một vòng này, nhà rất là đông dân cư, rất là ok ha cô chú anh chị ha. Thì với cái diện tích là ngang 6,5 m, dài 17 m, gia chủ mình có xây là chừa sân 2 m trước đó. Nhà mình thiết kế là một trệt hai lầu nha cô chú anh chị ha, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng khách, phòng bếp, xe hơi chạy vô tới nhà đậu trong nhà luôn ha. Đây cô chú anh chị mình vào nhà xem nhà ha. Thiết kế là một trệt hai lầu, tông màu là màu xám trắng đó, nhấn chỉ màu như sơn nhôm sifa rất là đẹp cô chú anh chị ha. Đây là lớp cửa 4 cánh, lớp cửa phía ngoài thì xe mình đậu được trong nhà luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có xe hơi thì đậu được trong nhà luôn. Em đã làm hàng rào chắn đầy đủ cho chị luôn, có vòi giữa xe luôn đầy đủ luôn ha. Đây mặt tiền phía trước cô chú anh chị mình thấy một dàn cửa nhôm sifa rất là sáng rất là đẹp ha. Rồi cô chú anh chị mình thấy nè, đây là không gian của phòng khách của mình, như cô chú anh chị mình đã thấy rất là ok như anh chị ha. Thì hiện tại em đó, mở điện lên cho cô chú anh chị mình thấy nè, rất là sáng sủa luôn, rất là ok luôn. Đây kệ tủ bếp và ở đây là cửa cho mình ha, sorry, kệ tủ và tivi ha. Đây em làm thêm một cái cửa đó, không gian rất là mở rất đẹp ha. Mình không mở cửa chính thì có cửa hậu phía sau luôn. Đây tủ gỗ đó, tủ gỗ. Đây là kệ tủ tivi, đóng BBC dược hộp. Đây dây chờ cáp quang đủ kiểu loại luôn, rất là ok luôn ha, câu vô là xài thôi đó. Đèn chiếu sáng BBC. Không gian là phòng khách của chính chị mình, muốn đậu xe hơi thì xe hơi mình có thể đậu ở phía bên này ha, phía bên này sofa mình để bên này và tivi rất ok. Một cái đèn rất là xịn sò, một cái đèn chùm rất là kiểu, rất là xịn sò đó. Phía tối thì có nút nhấn cho đèn kiểu quay luôn ha, rất là đẹp ha. Đây cô chú anh chị mình thấy nè, đây cụ ngư quần hội, một bức tranh rất là đẹp, một tranh phong thủy như anh chị ha. Cụ ngư quần hội đem lại rất nhiều tài lộc phong thủy cho gia chủ của mình luôn ha. Đó đây cô chú anh chị mình thấy nè, ốp BBC hết luôn nha, rất là tuyệt vời, đèn chiếu sáng rất là ok ha. Đây là những cái vấn đề của mình rất là đẹp cô chú anh chị ha. Đó cửa nè, đó cô chú anh chị mình thấy nè, ở đây em có tặng cho mình một lớp cửa phía ngoài nữa cô chú anh chị thấy ha, lớp cửa kéo phía ngoài dừng ha, mở lên ha, rất ok. Hai lớp cửa của bạn rất là xịn sò nha cô chú anh chị, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị mình thấy ha. Nhà mình có cửa nhôm sifa phía trong, phía ngoài có cửa kéo rất là tiện lợi, có nút bấm rất là tiện lợi, lắp đặt thiết bị điện âm trong nhà luôn ha, rất là tuyệt vời. Đây cô chú anh chị mình thấy nè, đây là cửa tủ nè, tủ gỗ anh chị ha, sau này em sẽ làm thêm vài tấm kính nữa ha. Đó đang trong quá trình hoàn thiện, tủ rất là đẹp. Đây anh chị mình nhìn sơ một cái căn nhà nè, đóng thạch cao, dược hợp, bắc chì phào, sơn màu trắng rất là đẹp, bức tranh phong thủy cửa hai lớp rất tuyệt vời. Với ngôi nhà diện tích ngang 6 m, cô chú anh chị mình thấy khoảng không rất là rộng rãi như cô chú anh chị ha. Đó cô chú anh chị mình thấy rất là rộng rãi nè, kệ tủ bếp nè rất là ok. Đó tủ này đó là gỗ thạch cam xe hết luôn nha mấy chị nha, chống máy mọt cực kỳ cao, đá hoa cương vân đen bồn đôi inox luôn ha, 304 bồn đôi, nước rất là mạnh, thiết kế dội rất là ok ha. Đó có nhiều chế độ cho mình luôn đó, kéo ha, rất là tuyệt vời ha, rất là sang sang mấy chị ha. Đó kệ tủ và bếp ở dưới luôn ha. Đây là một cái tấm kính cho mình luôn nè, rất là tuyệt vời ha. Rồi mình có sân sau luôn nha cô chú anh chị. Sân sau á, hiện tại em đang làm đội ngũ của em làm thêm một cái toilet ở đây nữa nha cô chú anh chị ha. Mình có toilet để phía ngoài đính đá luôn nha. Đây là vườn cô chú anh chị mình thể trồng tiểu cảnh ha, rất là đẹp. Đây cửa nhôm sifa, đó cửa nhôm sifa kính cường lực 12 mi, có cửa sổ luôn ha, cửa lùa đó rất là đẹp. Thì cầu thang có tủ âm cầu thang luôn nha cô chú anh chị ha. Đó có tủ âm cầu thang luôn, rất là tuyệt vời nè, rất rất tuyệt vời ha. Rồi cô chú anh chị mình thấy nè, phước lộc thọ chạm khắc rất là ok ha, hai bên trụ ha, gỗ thịt cầm xe. Rồi cô chú anh chị mình lên lầu ha cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị ơi, đây là cầu thang rất là rộng, cầu thang thì tay cầm gỗ thịt cầm xe, cung bậc cầu thang dơ vào chữ sinh nha, sinh lão bệnh tử mình dơ vào chữ sinh nha cô chú anh chị. Thì công năng sử dụng của mình là có 2 phòng ngủ trên lầu ha cô chú anh chị ha, và đặc biệt mỗi phòng ngủ đều có toilet riêng của mình luôn. Đây cửa thì cửa gỗ cầm xe luôn ha cô chú anh chị mình thấy nè, phòng ngủ rất là rộng rãi rất là đẹp,
đèn full led màu trắng, ở trên thì thạch cao dược hợp có đèn màu tím nữa ha, rất là đẹp. Cửa thì cửa sổ nè, rất là ok của chú chị á. Dây đồng nè, điều hòa, máy lạnh chờ sẵn ha. Đây là dây cáp quang ha, mình làm việc có bàn uy tín, mình để đây có dây cáp sẵn cho mình luôn. Đây, toilet này của chú chị ơi, rất là xịn sò. Kính thì kính kính cảm ứng luôn ha. Thì đầy đủ cái trang thiết bị của hệ thống nước nóng lạnh rất là ok của chú chị nha. Rất tuyệt vời luôn. Đó, phòng ngủ thứ hai trên lầu này cũng có toilet riêng ha. Đó, có toilet riêng luôn ha. Mỗi phòng, mỗi toilet hết. Giờ sen, giờ xịt, nước nóng, nước lạnh thì đầy đủ luôn, không thiếu thứ gì cả. Cửa thì cửa sổ nè của chú chị. Rất là thông thoáng ha. Rất thoáng, nhà mình cực kỳ thoáng ha. Dây chờ cáp quang, dây chờ điều hòa rất là đầy đủ luôn. Rồi, của chú chị mình lên lầu nữa nha. Đây, ở đây của chị mình thấy nè, có ánh sáng này của chú chị ở trên với trường một cái giếng trời, nhìn từ trên xuống dưới ha. Đó cho ánh sáng mình ha. Nhà mình là một trệt tới ba lầu được nha cô chú anh chị. Và cái giá của mình á, thì cuối clip em sẽ báo cho mình một giá cho mình biết rõ ha. Đây, tiếp theo là phòng ngủ nha cô chú anh chị. Phòng ngủ của mình cũng như ở dưới tầng dưới thôi, rất là rộng rãi. Có toilet bên đây nữa ha. Rất tuyệt vời nha cô chú anh chị ha. Có toilet luôn. Em đi nhanh cho mình biết ha. Đó, có toilet. Nhà vệ sinh đầy đủ ha. Rồi, bên đây có thêm phòng ngủ nữa nè anh chị. Có ban công nữa nè ha. Rất tuyệt vời, quá rộng rãi. Rất là sang. Hệ thống toilet thì đầy đủ các trang thiết bị luôn. Đây là hành lang của mình này. Em dán gạch kiểu cho mình luôn nha cô chú chị ơi. Đó, mình lên một cái lầu nha anh chị ha. Nhà mình một trệt ba lầu, nằm trong khu 5 sao, khu dân cư rất là đông đúc. Thì đây là cái lầu thứ ba của mình anh chị. Ở đây mình có thể nhìn lên là thấy cái giếng trời của mình ở trên làm các khung sắt, cái kính bảo vệ nhìn xuống để lấy cái ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình từ trên tầng 3 xuống nha anh chị ha. Rất là rộng rãi nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình ở đây mình có thể thiết kế là một phòng thờ của chú anh chị nha. Một phòng thờ, một phòng đọc sách, một phòng để mình suy ngẫm về những cái thứ, một cái xả chết để mình suy ngẫm về những công việc của mình trên đây, rất là thoải mái anh chị ha. Rất là tuyệt vời. Đây cô chú anh chị. Chị ở đây là mình có khoảng không phía sau là sân sau nha, và có sân trước của mình nữa nè. Đó. Sân thượng nha cô chú anh chị nha. Sân sau, sân trước, sân thượng rất là rộng ha. Rất là rộng rãi. Chiều về ở đây mình ngồi chiều chiều uống nước trà ha. Uống nước trà, uống cà phê, ngắm cảnh xung quanh của chú anh chị thấy nè. Khu năm sao rất là đông đúc luôn anh chị. Đó, rất là đông đúc ha. Quá tuyệt vời luôn ha. Rất là đông đúc luôn. Tất cả các clip thì cuối clip em Cường sẽ báo cho mình một mức giá với những ngôi nhà này. Thì nhà mình trong khu năm sao gần ngã tư Phước Lý. Ngay khu chú anh chị ha, sát bên ngã tư Phước Lý luôn. Từ chợ Bình Chánh thì đi hết đường đến Đức Thiện nó dài thì tới ngã tư Phước Lý là tới khu vực năm sao của mình. Thì trong khu năm sao như cô chú anh chị mình đã xem nhà thì đã từng biết thì rất là dân cư rất là đông đúc, nhà toàn là nhà lớn không nha anh chị ha, nhà lầu nhà lớn được xây dựng quy mô bài bản, quy hoạch rất là ok anh chị ha. Đó thì nhà mình diện tích là ngang 6,5m và dài 16m. Thì công năng sử dụng của mình là một trệt ba lầu nha cô chú anh chị ha. Rất tuyệt vời, một trệt ba lầu, mình có 4 phòng ngủ nè. Đó, có 5 nhà vệ sinh nè, có sân trước, sân sau, ở phía dưới tầng trệt nè, phòng khách, phòng bếp ha, và có giếng trời luôn, và đặc biệt sân thượng mình có thêm là sân thượng phía trước, phía sau luôn nha. Đó, vì với thiết kế của ngôi nhà rất là ok như cô chú anh chị ha, nãy giờ anh chị mình đã xem thì rất là tuyệt vời. Đó, thì nhà mình có mái che, có cửa rất là tuyệt vời luôn ha, có cửa chính, cửa phụ, cửa kéo đầy đủ luôn. Thì với mức giá chỉ có 5 tỷ, full giá chỉ có 5 tỷ thôi nha quý chị ơi. Quý anh chị sẽ sở hữu một nhà nằm trong khu vực năm sao, đường rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Đường trước mặt mình là đường 6,5m, có vỉa hè luôn nha, rất là rộng. Quý anh chị hãy alo số điện thoại dưới màn hình để được em dắt cho anh chị mình xem nhà thực tế và được xem sổ luôn nha. Rồi xin chào quý anh chị.